Xin chào tất cả các bạn. Mình lên giới thiệu cho các bạn một số các cái đồ để các bác sửa van. Đấy, thì khi các bác sửa van ấy thì các bác cần những cái đồ tối thiểu như thế này. Đầu tiên là gioăng xin. Đấy, đây bên này là của Cricket, bên này là của Superwell. Đấy, có gioăng xin. Đấy, có lò xo đĩa. Đấy, có những cái vật dụng bên trong, ốc chỉnh áp rồi trụ lò xo. Đấy, hay là nhựa làm mặt tiếp xúc. Đấy, kể cả bom, cái bom nhựa chống ti xả, bom nhựa đóng ti xả thì mình cũng có. Đấy, bên này là của Superwell. Được chưa? Thế thì mình giới thiệu một số các cái đồ này nhá. Đấy, thế thì đầu tiên là lò xo đĩa. Đấy, đây là lò xo đĩa, nói chung là đây là hàng ngon các bạn nhá. Cái hàng này, lò xo đĩa này là lò xo đĩa dày đấy. Lò xo đĩa dày và lỗ này là lỗ khít. Lỗ này là lỗ khít. Để cho các bạn đấy, đúc qua đây còn mắc này. Đấy, lỗ khít bé nhá. Còn cái loại lỗ rỗng mà to ấy thì mình cũng có. Đấy, mình cũng có nhưng mà mình không chuyên bán loại đây lắm, thì mình chuyên bán cái loại dày này thôi. Thì loại này là loại rất là xít, rất là dày. Các bạn thấy không? Xít dày. Đấy. Cái lỗ nó bé nhưng thành ra cái thành này nó dày hơn thì nó sẽ khỏe hơn so với loại loại mỏng. Đấy, à, so với cái loại lỗ to. Thì các bác nói chung là thích chơi loại nào thì chơi thôi. Đấy, nhưng mà như anh em đánh giá chung thì cái loại loại lỗ bé này thì chắc chắn là nó có cái hơi một chút đó. Thế thì khi mà van à, còn đây là của Superwell. Đấy, thế thì khi van của các bác bị như kiểu là hồi áp chậm này, tràn áp này, hay là thuộc dạng là áp cao áp thấp ăn khác nhau đó, thì các bác cần phải sửa đến van. Thế thì mình nói qua một chút về các vấn đề về về bảo dưỡng van nhé. Đây, một con van như thế này, được chưa? Một con van như thế này. Thế thì nếu như van bị tràn áp, được chưa? Nếu như van bị tràn áp nhé, thì các bạn phải tập trung xử lý chỗ nào? Nếu như tràn áp thì các bạn phải tập trung xử lý chỗ tiếp xúc giữa cái trụ lò xo đĩa này, đấy, cái nhựa này với con ốc chỉnh áp, hai cái này chạm nhau này. Đấy, hai chỗ này là hai chỗ chủ chốt nhất, được chưa? Sau đó đến cái con sin ở đây, đến cái con sin ở ốc chỉnh áp. Bởi vì là ngoài cái việc mà nó có thể tràn qua cái phần này thì nó còn tràn qua cả chân gien. Thế nên bác nào xử lý tốt được hai vấn đề này thì con van của các bác rất là ngon. Đó, bằng cách là các bác thay sin. Đấy, thay sin ở ốc chỉnh áp nữa đi. Thì mình có bán một cái bịch sin là gồm có 30 con. 30 con, tức là có 10 con vị trí ốc chỉnh áp, 10 con to và 10 con bé, tổng là 30 con. Đấy, một bịch xin này có mấy chục nghìn thôi. Tiếp nữa, tức là tiếp nữa là bệnh hồi áp chậm. Hồi áp chậm thì đa số ấy, nó sẽ liên quan đến lò xo đĩa. Thế thì lò xo đĩa thì một là các bác phải xếp lại. Đấy, giờ các bác phải xếp lại. Bất cần biết cách xếp hiện tại đang là thế nào, nhưng nếu các bác thấy hồi áp nó không tốt thì các bác nên xếp một cái cách khác. Và các bác nhớ không có một cách nào mà nó mang cái ý nghĩa là ok nhất, như một số các bác cứ hỏi mình là ô kênh nào sẽ ok nhất, không có. Mà trên mỗi một con van nó sẽ có một cái cách mà nó làm cho con van nó ok nhất, được chưa? Bởi vì là nó còn liên quan đến là lò xo đĩa của mỗi người khác nhau. Đấy, tình trạng độ tốt, độ kém, độ bền của mỗi cái nó khác nhau. Thế nên là chúng ta áp dụng chung một cách xếp thì có con van sẽ đạt, có con van không đạt. Đó, được chưa? Hồi áp chậm thì các bác phải chủ chốt là xếp lại lò xo đĩa cho mình. Đấy, còn nếu lò xo đĩa dùng lâu rồi, lò xo đĩa bây giờ nó rất là rẻ, thế nên các bạn đừng có ngại, nó không như kiểu mấy năm trước mà 300 nghìn bộ lò xo đĩa, 200-300 nghìn thì nó bảo thay nó còn còn hơi 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 ngại. Còn bây giờ cứ 100.000 bộ, đấy, các bác thay tiền bô luôn. Thế nên là kết hợp cùng với việc các bạn thay xếp lại lò xo đĩa thì các bạn phải làm cho cái phần cái phần tiếp xúc giữa ốc chỉnh áp và cái này nhá, kết hợp làm cùng luôn để cho nó ngon. Nếu nó ngon rồi thì không cần lò xo đĩa mà dùng, nói chung là trên 1 năm nhá. Đấy, thường thường lò xo đĩa như mình chơi ấy, nó cứ khoảng 2 năm trở ra là mình vứt được rồi. Đấy, chứ nhưng mà rất nhiều bộ có thể nó kém thì trên 1 năm là có thể là đã vứt rồi. Nó tùy vào cái việc các bạn chơi áp cao áp thấp hay là như thế nào nữa. Đấy, nó không mang một cái gì đó tính chất cụ thể. Nhưng đại loại ấy, là cứ 2 năm trở ra là nó tóm lại là 200 trở ra là mình vứt. Đấy, có 100.000 dùng 2 năm là vứt được rồi. Đấy, nếu thấy nó kém nhá, còn nó ngon thì vẫn dùng bình thường. Đấy, còn nếu không thì ngoài 1 năm trở ra các bạn thấy nó kém thì các bạn thay được rồi.
Đấy, tất nhiên là phải dựa trên cái việc các bạn sửa chữa nhiều lần mà thấy nó không được thì các bạn nên vứt. Cái bệnh thứ ba là cái bệnh mà áp cao áp thấp ăn khác nhau. Rất nhiều bác bị cái tình trạng này. Thế thì tại sao trên một con van mà có thời điểm nó bị, có thời điểm nó lại không bị? Thì như các bạn đã biết ấy, là mình có giải thích ở cái vấn đề bệnh áp cao áp thấp, được chưa? Và mình có nói kỹ hơn ở trong cái video này một tí thì các bạn chịu khó nghe nhé, sẽ hiểu hơn được nhiều vấn đề. Khi một con van của các bạn mọi thứ nó ở trong trạng thái tốt nhất thì nó sẽ không làm sao cả. Đấy, ví dụ như kiểu là gì? Ví dụ như kiểu van không tràn áp, lò xo đĩa còn ngon, đấy, cách xếp ngon, chuẩn, hợp lý. Đấy, thì gần như là hay là doanh xin ngon hay mọi thứ nó ngon thì nó không vấn đề. Thế nhưng ví dụ van của các bạn còn tràn áp, đấy, còn hồi áp chậm, tức là ở cái chỗ này nó chưa được ngon, hoặc lò xo đĩa kém, hoặc cách xếp lò xo đĩa nó không hợp lý, thì tự nhiên nó sẽ sinh ra những cái bệnh nó không được, nói chung là nó rất là khó chịu. Đấy, và cái bệnh khó chịu nhất là cái bệnh áp cao áp thấp nó khác nhau. Đấy, đại loại ở đây là gì các bạn hình dung nhá, mình chia ra làm hai cái cửa như thế này này. Đấy, giới thiệu với các bạn, đây là con ốc chỉnh áp zin, đây là ốc chỉnh áp độ, được chưa? Thế thì mình sẽ chia ra làm hai mục, đó là mục trước khi vào trước khi hơi vào trong van. Đấy, được chưa? Trước khi hơi vào trong van này và khi hơi được xử lý của con van này là cái bộ điều áp ấy, và sau đó là sang lên phần khoang áp. Đó, ba mục. Thế thì bây giờ thế này, các bạn trang bị cho nó, hỗ trợ cho nó ở hai cái mục này tốt nhất thì kết quả nó sẽ tốt nhất. Ví dụ là gì? Ví dụ là như con ốc chế áp cứng này, chắc các bạn biết rồi đấy. Nó có tác dụng nói chung là cũng gọi là để hạn chế được cái sức xả, cái lực xả trực tiếp của cái lượng hơi trong bình oánh thẳng vào bộ phận điều áp này. Được chưa? Đấy, các bạn hỗ trợ cho nó một chút ở đây thì phía này đã ok hơn rồi. Sau đó vào đến bộ phận này. Được chưa? Xét trên trường hợp một con van bị tổng thể bị rất nặng thì các bạn cần phải trang bị cho nó ở phía trong này, thì bắt đầu các bác hỗ trợ cho nó tốt nhất đó là gì? Lò xo đĩa các bác thay loại tốt nhất, hoặc lò xo đĩa của các bác còn đang ngon nhé thì các bác thay một cái cách xếp nào đó nó tốt nhất để nó đảm nhiệm được cái vấn đề hồi áp chuẩn nhất, tốt nhất. Được chưa? Thì riêng hai mục này là đã tạo ra kết quả rất là ok rồi, thì khi đó là cái bệnh áp cao thấp của các bác nó sẽ giải quyết được khá lớn. Đấy, nếu bộ phận điều áp của các bác, tức là lò xo đĩa này, rồi cách xếp này, rồi phận bộ phận tiếp xúc này nó ok, thì các bạn chỉ cần trang bị nhẹ cho nó ở phía bên ngoài thôi, được chưa, là nó cũng đã ok rồi đó. Thế nên là muốn một con van ok thì nói chung là nó không chỉ riêng một cái bộ phận nào mà nó gần như là phải tất cả, nó đều có sự đồng đều đó. Thế thì ở đây thì mình có đầy đủ các loại đấy, thì các bác nào cần các bác inbox cho mình nhé. Đấy, rồi chào các bạn.